Và khi bạn giảm cân mà bổ sung thêm cả omega 3 ấy, thì bạn sẽ giảm luôn cả mỡ nội tạng và mỡ máu. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh về kiến thức dinh dưỡng và giảm cân của mình. Omega 3 sẽ giúp cho bạn giảm cân hiệu quả hơn. Tuy nhiên không phải ai cũng biết điều này. Các bạn biết không, nếu như mà mình đang trong quá trình giảm cân này mà mình chưa bổ sung thêm omega 3 ấy, và bây giờ các bạn bổ sung thêm thì các bạn sẽ thấy rằng cái quá trình đó nó sẽ diễn ra nhanh hơn và mình sẽ eo ót hơn rất là nhiều. Vậy thì omega 3 sẽ giúp cho chúng ta giảm mỡ như thế nào? Mời các bạn hãy theo dõi hết video cùng với mình để chúng ta cùng khám phá những lợi ích của omega 3 mang lại trong quá trình giảm cân. Các bạn thân mến, omega 3 là một chất béo thiết yếu và cơ thể cần phải nạp vào mỗi ngày. Nhiệm vụ của chúng ta là phải ăn đủ omega 3 mỗi ngày, bởi vì nếu như để thiếu thì sẽ nảy sinh ra vô vàn những hệ lụy. Vậy thì đối với giảm cân thì sao? Omega 3 sẽ thúc đẩy cho cái quá trình đốt mỡ của chúng ta được nhanh hơn. Và sau đây là 6 lợi ích khi dùng omega 3 để giảm cân. Thứ nhất, đó là thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Các bạn có thể xem lại trong rất nhiều video trên kênh của mình, mình có nói rất nhiều đến trao đổi chất, bởi vì đây là mấu chốt của giảm cân hay là giữ gìn cân nặng. Nếu như trao đổi chất của các bạn cao thì cái việc là dư mỡ sẽ không bao giờ xảy ra. Và những người béo thường thường là trao đổi chất rất là kém. Vậy thì việc bổ sung omega 3 sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất, và khi trao đổi chất tốt lên thì các bạn sẽ đốt được nhiều mỡ hơn, các bạn giảm cân được nhanh hơn. Thứ hai, đó là omega 3 sẽ giúp cho mình giảm mỡ nội tạng và mỡ máu. Các bạn có biết không, cơ thể của chúng ta có 3 chỗ có mỡ, đó là mỡ dưới da, mỡ nội tạng và mỡ máu. Và thực ra ấy, thì mỡ dưới da là cái mỡ dễ bóc nhất. Chúng ta có thể gọn gàng rồi, người chúng ta đã nhìn nhỏ lại rồi, tuy nhiên không có nghĩa rằng mỡ nội tạng và mỡ máu của chúng ta giảm. Và khi bạn giảm cân mà bổ sung thêm cả omega 3 ấy, thì bạn sẽ giảm luôn cả mỡ nội tạng và mỡ máu. Cái mỡ này nó mới là nguy hiểm cả nhà. Thứ ba, đó là nếu bạn uống omega 3 trong quá trình giảm cân thì các bạn sẽ giảm được cơn đói bụng và thèm ăn. Người giảm cân ấy khổ nhất là khống chế được những cơn đói bụng và thèm ăn, bởi vì đây là mấu chốt của vấn đề. Chúng ta cần phải ăn ít đi để tạo ra sự thâm hụt calo. Nhưng mà những cơn đói hoành hành thì chúng ta sẽ không thể nào thực hiện được cái mục tiêu này. Do vậy nếu bạn bổ sung thêm omega 3 ấy, thì những cơn đói và thèm ăn này nó sẽ được khống chế. Từ đó thì bạn sẽ giảm cân được dễ dàng và nhanh chóng hơn. Thứ tư, đó là omega 3 sẽ thúc đẩy đốt mỡ trong quá trình tập luyện. Tập luyện là một phần không thể thiếu trong quá trình giảm cân. Và trong mỗi một buổi tập luyện của chúng ta sẽ có một lượng calo lớn được đốt. Tuy nhiên nếu như bạn không bổ sung omega 3 thì quá trình này nó cũng sẽ rất là khó đốt được nhiều mỡ. Bạn bổ sung ấy thì mỡ sẽ đốt được nhiều hơn. Do vậy bạn nên uống thêm omega 3 để cho những buổi tập của chúng ta đốt được nhiều calo nhất có thể. Thứ năm, đó là omega 3 sẽ giúp cho chúng ta giảm mỡ vòng bụng nhanh hơn. Thực ra ấy, cái mỡ ở bụng sẽ là cái mỡ khó đánh đuổi nhất. Nó sẽ giảm sau cùng cả nhà. Và chúng ta khi giảm cân thì rất mong muốn cái bụng của mình được thon gọn lại. Nếu như bạn mong muốn điều này thì bạn cần phải bổ sung thêm omega 3. Vì thực tế là đã chứng minh là những ai mà dùng omega 3 thì mình sẽ có cái bụng nhanh thon gọn hơn. Và cuối cùng, đó là omega 3 sẽ giúp cho các bạn có làn da căng mịn hơn sau khi giảm cân. Có rất nhiều người mong muốn giảm cân nhưng mà chỉ giảm được một số cân nhất định thôi thì chúng ta đã da nhăn nheo chảy xệ và nhìn rất là hốc hác, do là các bạn không bổ sung đầy đủ chất béo tốt. Nếu như bạn bổ sung thêm omega 3 thì sau khi giảm cân xong, mặc dù bạn giảm được rất nhiều cân nặng nhưng mà da của các bạn vẫn rất là căng bóng. Đây, như da của mình đây, mình đã bổ sung omega 3 trong suốt quá trình giảm cân và đến bây giờ thì hàng ngày mình vẫn đang bổ sung, nên là làn da của mình nó đỡ lão hóa hơn, nó không bị nhăn trùng chảy xệ, và mặc dù là mình giảm được rất nhiều mỡ nhưng mà mình trông lại còn trẻ hơn lúc trước. Đó, đây là 6 lợi ích của omega 3 mang lại cho bạn nếu như bạn dùng nó trong quá trình giảm cân. Tức là tất cả các lợi ích này đều rất là tuyệt vời, đúng cả nhà. Chúng ta mong muốn giảm cân nhưng mà mình mong là mong đốt mỡ chứ không bao giờ muốn mất cơ, đúng cả nhà. Và vì thế mà chúng ta cần phải có thêm omega 3 để cho cái quá trình đốt mỡ này được diễn ra thuận lợi và được nhiều nhất có thể. Và sau khi các bạn giảm cân xong thì các bạn sẽ thấy là mình trẻ hơn, đẹp hơn nhờ có bổ sung thêm omega 3. Do vậy thì nếu như bạn đang trong quá trình giảm cân thì nên bổ sung thêm omega 3 cho mình, bởi vì những cái lợi ích mà omega 3 mang lại thì cực kỳ tuyệt vời. Nhưng mà có một điều, đó là các bạn cần phải chú ý chọn cho mình những thương hiệu thực phẩm bổ sung omega 3 chất lượng nhất, tuyệt vời nhất để đảm bảo sức khỏe cả nhà nhé. Video chia sẻ về lợi ích của omega 3 trong quá trình giảm cân của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình rất nhiều. Và nếu như các bạn thấy kiến thức này hữu ích thì hãy chia sẻ đến nhiều người để ai giảm cân xong cũng đốt được mỡ
và đẹp lên. Hãy đăng ký kênh YouTube của mình để nhận thêm nhiều kiến thức hữu ích khác nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt cả nhà. Bye bye.